Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Mình nghĩ rằng là chắc là có rất là nhiều bạn gọi là thuộc luôn cái câu chào của mình rồi đúng không? Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Đó, bạn biết tại sao mình lại đọc vậy không? Là bởi vì mình chỉ có đẹp trai trong game thôi, chứ ngoài đời mình không có đẹp trai bằng ai hết á. Cho nên là mấy bạn cho mình tự tin xíu được không? Ok. Và hôm nay đó bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với Hero cặp đôi đại chiến nha mấy bạn nha. Và trong lần này mình đã mời được gọi là hai cặp đôi ở trong video này. Đầu tiên phải nói đến đó chính là cặp đôi Phong Cận và Sammy. Hello. Ok. Và cặp đôi tiếp theo đó chính là Mèo Simmy. Còn các bạn áo đỏ này thôi kệ đi, mấy bạn không cần biết là ai đâu. Okay. Bạn cái gì vậy? Kỳ vậy, không giới thiệu bên kỳ vậy. Còn đó bạn ơi, mình xong mưa luôn nè. Tôi chuẩn bị giới thiệu Kairon xong trời mưa luôn các bạn ơi. Trời ơi là trời, bây giờ trời mà tạnh mưa là Kairon xấu trai nè. Đó, thấy không? Tạnh mưa rồi. Okay. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè bạn, chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục là đập Lucky Block nha các bạn nha. Nhưng cái Lucky Block lần này của chúng ta sẽ là Lucky Block cầu vòng. Đấy, đẹp chưa? Tại vì sao? Tại vì lần trước á, mình với anh Dịch với lại là Camui với lại là Sammy đã đập Lucky Block màu hồng rồi. Cho nên chúng ta phải đổi Lucky Block khác, bạn thấy không? Lần này sẽ là Lucky Block cầu vòng nha các bạn nha. Và hãy cùng đoán xem trong trận đấu lần này, Phong Cận và Simmy và Kairon và Sammy, ai sẽ là người giành được chiến thắng đây? Trong trận trước là mình với Sammy là thua Dịch với Camui, tức không sao? Buồn dễ sợ luôn à. Trời đất ơi, lần này phải lấy lại danh dự đúng không? Đúng rồi. Yên tâm đi Phong ơi, trận này thua nữa rồi. Còn lâu, lần này mình sẽ không làm cho các bạn fan thất vọng đâu. Lần này mình với Sammy sẽ cố gắng giành chiến thắng. Các bạn hãy tin tưởng bọn mình nha. Cố gắng. Ok. Đúng rồi. Rồi, không nói nhiều nữa. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Rồi, ok bạn ơi, thì mình với Sammy đã qua bên đội của bọn mình rồi nè. Đây, đội của bọn mình đây. Ok. Rồi, bây giờ thì Lucky Block cầu vòng nó sẽ gọi là có nhiều đồ đặc biệt hơn á Sam. Bây giờ nhường cho Sam đập trước á. Ok. Hay là để tôi đập. Đó coi. Thôi để tôi cho. Đi, tôi sợ okay. Lắm. Đập nè. Ui, đập lấy Becca. Trời ơi. Hello bạn. Trời ơi, Becca đi đâu vậy? Ủa sao tự nhiên tôi đập lúc cái block nó lại ra Becca ta kỳ ha. Ok, nó được Sam đập á Sam ơi. Để tôi, để tôi. Ủa cái gì vậy? Cái gì đây? Ủa cái gì rơi xuống vậy? Rồi. Ui, có cái rương nè. Ui gì vậy? Wow, trong cái rương này có kinh nghiệm. Đây có kinh nghiệm nè. Sim ơi, là cái Lucky Block này á, nó toàn là kiểu giống như là đồ. Ây da, trời ơi, cây địch nói là toàn đồ tốt nhưng mà tiền cây gặp con này. Oh my god. Mày nè, ôi ôi, định bảo là gặp người tốt, ai ngờ là gặp nguyên cái con này luôn chứ. Đau quá. Rồi, ok, rồi. Để xuống kìa. Có cái, để tôi quăng cái này vô nè. No, Sim ơi, tin đây, Sim. Ôi. Oh my god, đó là tin đây. Quên quá à. Wow, hên thật sự luôn á. Trời đất ơi, không là té xuống đây là bị mất con. Con cá bạc nè. Oh my god, xuống nè. Đấy, ok. Ô, con heo nè, Sim ơi, con heo nè. Ok, ôi Sam ơi, bây giờ nè, Phong với Sam gọi là tìm cách qua bên mid trước đi. Tại vì ở bên mid đó, Sam biết không? Trên kia kìa, trên cái ngọn tháp kia kìa là có rất là nhiều Lucky Block may mắn. Mình sẽ có được đồ xịn á, ok. Ok. Bây giờ tôi sẽ đập cái này đồ. Ui, nó có Enderman. Tôi quýnh á. Mày hả mày? Ủa gì vậy? Trời, cái gì vậy? Nó mắc kẹt không bự ơi, kìa nó không? Nó mắc kẹt, nó to mà. Nó nhảy xuống kìa, quýnh nó. Mày cho nó xuống, Tôi sẽ đẩy xuống bên dưới. Ôi, ra con xịt lam, siêu to khổng lồ luôn. Ok, tôi bộ giáp đó. Ôi, chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vì thế còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Có con quái dịch TNT nè Sam ơi. Ui, trời. Trời ơi, con quái vật tiên tiên rưỡi tôi. Không, cái lúc kia mà lắp này ghê thiệt luôn Sam. Ok. Xem. Đừng đi đào bên đây nữa. Đây. Từ. Đây đào lắp, đào lắp không cơm. Cái có kiếm nè, cái có kiếm nè. Ghê không, ghê không. Này, Sim ơi. Cho Sim cái gì. Đâu. Ủa cái này là gì đây?
Ủa, ê, nó lắp đẹp của ta. Chứ cái wow. gì? Chân Ender. À, quên, chân rồng. Chân rồng Ender, chân rồng Ender. Ok. Ủa giờ làm sao mình qua mít ta? Mình phải có block chứ. Từ từ đi đập coi block không? Có block. Ủa rồi cái này gì nữa đây? Trời ơi, thịt, có thịt. Này. Từ từ. Ui, chết rồi Sam ơi, chúng ta không này có block. Cái này, ủa sao đây, cho. Đây gỗ thôi. Nó toàn cho cái gì nè? Ủa bánh kem, bên trong có bánh kem. Thôi bây giờ nè Sam, em vô phòng đói. Bây giờ ở trong rương này nè Sam, nếu sao không biết trong rương này có lúc cho block nè, chúng ta sẽ lấy lúc cho block trong rương nè. Ra ngoài đây, chúng ta sẽ đập tiếp. Rồi. Ok. Ôi trời, sao nó cứ ra cái này ngoài vậy? Nó cứ ra cái cục gì nè. Ok, đập tiếp. Ôi, zombie đập. Zombie á, cái này spam zombie á. Thôi không sao, kệ đi, kệ đi. Nó không ra đâu. Ok, đập tiếp. Rồi. Ui, quái vật lửa Sam ơi. Ui, con quái vật lửa. Cái okay, nhặt được thêm một cái cây cung. Và cái cây cung này nó có thể bắn ra được 3 cái mũi tên cùng lúc luôn. Ok, ủa, đâu. Nhìn lên đây đi, cây cho xin coi nè, nè, thấy không, thấy cái mũi tên này không, đó. Ui, phong được cái đôi giày gì nè, cái đôi giày này lạ vậy, đôi giày làm gì? Cái đôi giày dùm để làm gì ta? Ủa, à, nó giúp cho mình chạy nhanh hơn. Wow, đôi giày chạy nhanh hơn các bạn ơi. Ok. Ủa, là gì đây? Con gác kìa. Sam ơi, Sam nhìn Phong nè, Phong được cái con gác nó dẫn Phong bay lên trời luôn, trời. Ủa, gì vậy? Oh my god. Wow, con gác nó dẫn Phong bay lên trời luôn nè, nhưng mà Phong bị kẹt trên đây luôn rồi, giờ sao? Rồi thôi, để Phong giết con gác. Trời ơi, trời. Rồi xong, tôi giết con gác xong tôi rơi xuống dưới luôn rồi, Sam ơi. À. Coi chỗ sim thánh gì nè, cay, coi chỗ sim nè, cay. Cay. Sao nó biết là Sam mới chơi luôn nè? Thôi Sam, tôi nghĩ ra cách này hay hơn nè Sam, mình dùng lúc kia bài lóc để mình đặt qua bên kia luôn đi, đi. Trời ơi, đây tôi có lóc rồi nè. Trời giàu có gì vậy? Không có này hay hơn nè, đó, mình dùng cái lúc kia bài lóc mình đặt mình qua kia luôn. Đấy, ok. Ôi, ui, bên kia làm được nguyên cái lâu đài luôn kìa Sam. Wow. Ủa gì vậy? Ủa gì con gì bắn phong vậy? Trời ơi. Ê, Cairon bắn phong. Ôi trời. Cairon gì anh ơi, trời. Cố lên Cai ơi, cố lên. Cái mũi tên của Cai là nó có tới 3 cái lận. Oh my god. Oh, nó tới ba người ta lỡ. Ôi ôi, một mình Cai đang đấu với Sam và Phong luôn. Tại tôi bảo đây ông Dũng. Ê, cái gầy này pro lắm, y chang cái cung luôn á. Trời Phong, trời. Ôi, này thì bắn nè, từ. Này thì bắn bọn tôi ạ. Đây đây đây, Phong bắn Cairon chưa? Cairon nè. Đó. Ui, hình như Cairon nó bắn được rồi. Từ từ cái này bắn hụt không à. Nhanh ba sư hay. Ô, cái cung này. Cái gì vậy Sam té mà chuối được. Đây đây, cây Cairon rồi. Ai mèo Simi của mày, mèo Simi nè. Tôi đánh mèo Simi văng xuống dưới. Cairon nè. Oh my god. Cái chưa chết Simi ơi, yes. Ui, bên đây có con quái vật heo zombie nó khỏe lắm Sam ơi, nó quýnh mình phát là mình chết luôn á. Trời ơi. Ui, ấy à, mèo Simi. Này thì có quái vật heo nè, ok tôi đẩy con quái vật heo xuống dưới rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ tìm cách để tôi leo lên trên đây, lên trên cao. Ở trên cao là có lúc kia mình lóc may mắn. Ui, Cairon kìa. Cairon hả Cairon? Ui Cairon có nguyên cây rìu to đùng luôn bạn ơi. Ui Cairon có cung, chạy. Chạy. Đâu Cairon đâu? Ôi đâu rồi? Cairon có cung, Cairon có cung, Cairon có cung, từ. Oh my god, cái này có vẻ được nè. Cái kiếm của Cairon quá. Ui Sam ơi, Phong có đưa cho Sam cái cây gậy mà giúp cho Sam quýnh một phát người ta văng xa 10 mét đó Sam. À đây quên tôi có mà. Ừ ha. Dùng cái gậy đó quýnh cây một phát là cây văng xa 10 mét luôn. Ê cái gì? Mình bị kẹt ở đâu đây? Hả? Ui trời ơi, tôi bị kẹt trong cái đống nước đá Sam ơi. Sam ơi cứu tôi bị kẹt trong đây rồi. Đây. Ok. Ui. Cairon. Ui Cairon quýnh tôi kìa. Cairon. Cairon. Rớt xuống. Ôi Cairon lại qua đây nè, Cairon lại qua đây kìa. Ôi cái điều này đúng mạnh luôn. Ồ, xin em được tàng hình, xin em được tàng hình á. À, hèn gì Phong không có thấy. Anh xin mi tàng hình. Xin mi tàng hình hả? Trời ơi, nguy hiểm vậy. Ok. Tôi lên được trên đây rồi, tôi sẽ lấy bà lóc. Lúc kêu lóc may mắn các bạn ơi. Ok, lấy. Ok, đặt được gì đây. Ui, lúc kêu lóc may mắn kiểu gì mà ra Ripper vậy. Ôi trời ơi. No. Ripper hả? Ripper. Ok. Phong dưới đây, Phong nó bắt nạt Sim ấy á. Cái gì mà Ripper đây Sim hả? Ok, được rồi, để Cai. Bây giờ hướng mà Cai cần nhất đó chính là táo vàng thôi. Bây giờ vũ khí có đủ rồi, hướng cần nhất là táo vàng thôi. Đâu rồi, uống hơn rồi ta. Cái gì, con gì, con này là con gì ta? Ui, Cai rỗn hả? Rồi xong tôi bị Cai rỗn quýnh rồi. Cai rỗn hả? Rồi, Cai rỗn văng xuống dưới luôn. Trời ơi. Ui, sao con boss ở đây vậy? Con sao con quýt chờ ở đây vậy? Nè, Phong Sam bên đây nè.
Ok. Đấy nhà mình nó cay. Giờ cái đứa này cái cũng... sẽ bám cung luôn nè. Sẽ phải cùng Witcher đang lộng hành nó cay. Oh my god. Ôi con sẽ làm để đánh cay à. Đau thế. Ờ thuốc độc rồi, Phong ơi lấy thuốc độc không? Phong tôi có này, tôi có này cho ông. Tôi có mắc Ender, Qua bắn hai người đó không? Đợi tí. Có ngọc Ender không? Có. Đây, đưa ngọc Ender cho Phong, Đây, tôi quăng, đây, đó, kìa. Ok, để Phong. Ok, có ngọc Ender rồi. Hơi, quăng ngọc Ender qua bên kia. Ui, ok, cay rỗn ra, cay. Ơi, cay rỗn qua kìa, Sam ơi. Rồi xong, Sam bị cay rỗn quýt chết rồi. Cay rỗn, ây da, rồi xong tôi tươi luôn rồi. Bị con Nether nó ăn hiếp, trời ơi, đau quá. Cay bị dính độc, rồi. Ờ, siêu cũng vậy, oh my god, đau quá. Tôi quá, ok. Băng chằn xanh, tim ít. Thôi mình cãi mấy người đó, mình đi đặt thêm lúc cho block mấy bạn ơi. Mình cần phải kiếm thêm đồ xịn. Ở bên kia là nó có đồ xịn kìa. Nhưng mà bây giờ làm cách nào qua được đó đây ta? Đúng rồi. Ủa cái gì vậy? Ai quýt tôi vậy? Trời, cay đơn. No. Cay đơn là cho quăng nè, giảm bắn nè. Ôi, mèo Simmy, mèo Simmy. Ok, chết rồi. Bây giờ Simmy đánh lén lắm. Trời, tôi tin được luôn. Ê, cay đơn. Ok, mình đã nhảy đến đây được các bạn ơi. Mình sẽ đặt mấy cái lúc cho block này. Ok. Có được gì không? Ôi cái cung xịn. Ô cái cung xịn, tôi lấy được cái cung xịn Sam ơi. Ok, tôi mang cái đôi giày đi đến đâu lửa cháy nó nè, tôi mang cái đôi giày này. Được. Đúng rồi, phải mang đôi giày này nè cho người ta sợ chơi. Cái đỏn kìa, Tôi thấy cái đỏn này, sau lưng kìa Sam, cái chân. Cái đỏn nè, cái đỏn. Ok, tôi đặt lúc cái block nè Sam ơi, Sam cứ gọi là ở bên đó đi, tôi đặt lúc cái block tôi kiếm đồ. Ui, cái gì? Cái đang ngồi ngay gì này? Creeper, trời ơi, toàn Creeper không à? Mày quá, tôi có cái cây gậy quấn tầm xa này, quấn mấy con Creeper văng tùm lum luôn. Ê, cây qua bên kia đập lucky block kìa. Cởi cây, bên đây tôi cũng có lucky block mà. Từ. Ui, cái con này bán gì đây? Thuốc may mắn. Ui, toàn mấy cái thuốc gì đâu không à. Ui, có kiếm cầu vòng luôn nè. Kiếm cầu vòng, cung cầu vòng, giáp cầu vòng luôn, nhưng mà nó bán bằng kim cương. Ui, cái đó. Ui, cái rỗn kìa. Ui, cái đó. Cay rỗn hả? Cay rỗn nhảy qua đây hả? Cay rỗn. Ôi, làm gì vậy? Quăng ngọc Ender bay ở đây hả? Cây đó rồi. Bị rơi xuống dưới vậy bạn ơi. Ok nè. Rồi xong chết tôi luôn. No! Chạy qua đây Sam. Nè Sam. Phong cho Sam ngọc Ender bay qua đây chúng với Phong. Bay qua đây chúng Phong. Đây bên này. Đâu. Bên này mà. Cây rỗn đang đặt lúc cái block bên đó kìa. Cay rỗn hả? Cay rỗn. Phong cây đây, cây hồ đang đánh nhau. Ok, cố lên cay. Ồ, hai người kia qua bên kia rồi. Trời ơi, cây rỗn bay ngược ở đây rồi. No! Cây rỗn từ nãy giờ bay qua đây quýnh một mình hoài Sam ơi. Ui! Rồi xong tôi té nữa rồi, mèo Simmy từ nãy giờ quýnh tôi hoài luôn. Phong kiếm được cây kiếm rồi. Này thì định bay, này thì... Tôi đập được một cái lúc cây block gì nè. Từ đập thử. Trời! Ủa nó cái gì đây? Wow, nó cho mình nguyên cái ngôi nhà luôn Sam ơi, rồi xong tôi bị kẹt trong đây rồi. No! Trời ơi, hay quá Phong ơi. Ui, nó cho mình nguyên cái ngôi nhà to đùng luôn. Ok, tôi sẽ ra ngoài đây tôi đặt lúc kia block nha. Đây đặt lúc kia block nè. Ok, bình thuốc gì đây? West Train nè, Phong ơi, có thuốc gì thuốc sức mạnh đi đây nè, không lấy không? Ôi, tôi có... giữ đi, tôi thuốc mù rồi, tôi bị thuốc mù rồi, no. Đây được cái gì đây? Ui, kim cương. Yes, kim cương là thứ chúng ta đang cần. Chúng ta sẽ làm giáp kim cương bằng đống kim cương này. Ok. Rồi, mình bị cái gì này? Suy nghĩ chúng ta nên chọn. Rồi sao luôn cái bị áo giác rồi. Cái màn hình cái nó cứ say rồi không. Bên kia toàn cái gì không mà. Tôi đập mấy cái lúc cái block này ra thử được cái gì nè. Ui. Ôi. Sao coi nè Sam. Bên đây nó cho mình cái lúc cái block mà có cái tàu lượn siêu tốc nè. Ủa sao giờ đây coi mới. Ôi, phải không nè, tôi dùng tàu lượn siêu tốc tôi đi nè, ghê không. Đó. Ôi trời, nhức đầu quá. Rồi xong tôi rơi xuống dưới luôn. Trời ơi là trời. Ok, hồi tôi đứng đây tôi đặt lúc cái block. Ok, đặt tiếp. Ok. Ha, ông đâu vợ, tôi biết rồi. Mèo Simmy hả, mèo Simmy. Rơi xuống dưới đi mèo Simmy. Ok, đây, được thêm gì ở đây. Bất kỳ đội. Ui, TNT. No. Ây da. Trời ơi, nổ tôi phát, tôi chết quèo rớt luôn. Wow. Tôi rớt theo ông luôn, thấy ghê không. Trời ơi, tôi đập cái lúc kia block của tôi. Mèo Simmy hả, mèo Simmy. Cái ron chuẩn đây hả, cái ron chuẩn trong này nè, dễ sợ chứ. Hình như mèo Simmy được cái cây rìu gì đó xịn lắm. Sam ơi, quýnh một phát thôi là mất quá trời máu luôn á. Ui, block kim cương. Wow. Block kim cương càng cần nè, cái này cần nè. Ui, cây rỗn nè, tôi thấy cây rỗn nè. Tôi vừa thấy cây rỗn. Cây rỗn này nó
đón ra, cai đón ra xuống dưới luôn. Ok, tôi sẽ qua bên nhà Kairon để tôi đặt nút kia mà lóc Sam ơi. Ờ không, qua nhà Kairon không được, bên nhà Kairon có con kia rồi. À! Trời ơi, Kairon quýt tiếng hoài. Ok, thôi tôi sẽ đứng ở đây tôi đặt nút kia mà lóc. Ờ không, bên dưới đây, tôi sẽ chui ở đây tôi đặt nút kia lóc ở dưới đây. Ok. Thì sẽ đập tôi luôn á. Sammy nhử hai người đó đi. À, tôi được cái bình thuốc sức mạnh. Yes. Bình thuốc này được nha, bình thuốc này được, được nha. Được. Rồi, bây giờ đây là trận đấu rất là hỗn tạp mọi người. Ui, nói thật luôn á. Có phong cận TV. Ôi, sao có thằng phong cận TV thứ hai nó quýnh tôi là sao? Rồi xong tôi chết rồi. No. Ở đâu tiên? Tự nhiên tôi đập một phát ra anh em xin đôi của tôi luôn. Phải rồi. Ok. Wow, trong cái lúc cái block có rất nhiều lúc cái block và ok tôi chết rồi. No. No no no. No, no, no. Nhảy ra ngoài, nhảy ra ngoài. No 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 no, nhảy ra ngoài. Where you, where you? Tôi đang bị kẹt. Rồi xong. Trời ơi, bà Simi đánh ông kìa đây. Mèo Simi, mèo Simi, mèo Simi. Bà Simi đi không ơi. Đây đây, tôi đang đập đồ đây, tôi đang đập đồ đây. Ủa, đôi giày gì đây? Đôi giày giúp. À, đôi giày giúp cho chạy nhanh hơn. Ok. Này được. Wow, bình thuốc. Lượm hết thuốc luôn. Ow! Trời ơi, Simi anh lén tôi kìa. Bà Simi, mèo Simi. Cai đỏ. Trời ơi, mấy người này khỏe quá, quýnh tôi chết nãy giờ luôn á. Tôi chưa kịp tay gì hiểu mặt lắm. Này thì mèo Simi này, mèo Simi. Đâu vậy, đây không nghe nè. Cai đỏ, cai đỏ. Cai đỏ. Qua 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 bên kia sao, qua bên kia, qua bên kia, qua bên kia, nhanh 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 nhanh. Qua đây, qua đây, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Qua đây nhanh, qua đây nhanh. Ok rồi, lắp lại, không cho mấy người đó qua đây. Tôi đó cái này vậy. Ok, tôi đập thêm 10 cái lúc cái block này nữa là xong rồi, chắc là sẽ đủ đồ để mình quýnh chiến đấu hay sao mày. Mắt Ender kìa. Ơi, canh canh canh, coi chừng cay cay cay, cay đỏ qua đây, cay đỏ qua đây bạn. Cái Sam nói tôi liền nha. Ui, tôi có một cái nón gì ta, nón cầu vòng nè. Ok, nón cầu vòng được. Mình thuốc gì đây? Cái tên tôi được cái giày hồi trừ tôi chạy được cái gì luôn á. Đây, đây, tôi đang đập thêm đồ cho Sam nè. Cái gì đây? Ui, tôi lại tiếp tục ngồi trên con gắt nữa rồi. Đô, con gắt đi ra. Ghê quá à, ghê. Ok, đập tiếp. Ui, được cái trứng gì nè. Ui, được cái trứng gì nè Sam. Ui, cái trứng gì vậy? Chết, tôi chưa kịp lụm nữa. Trời ơi. Ui, ủa, sao có TNT đây vậy? Ê, coi trong mấy cái đuôi này có đồ gì không? Ôi, không có gì hết trơn. Thôi, thôi, đi ra Sam ơi, ra phòng, để phòng đập thêm. Sam ơi, canh đi, để phòng đập lúc kia mình lắp cho. Bên kia đang ngồi chơi nháo nhào kìa. Ôi, con gì? Con zombie có cây kiếm siêu to Sam ơi. Lấy giết nó, đừng đi cho nó. Ơi, rồi xong tôi lỡ quýnh nó vô lava luôn rồi. Rồi xong nó bị kẹt vô lava. Vậy trời ơi. Nói đồ đang quýnh. Thôi kệ không sao. Mất mấy cái kiếm rồi, tiếc quá. Bên kia qua, bên kia qua. Bên kia qua. Muốn nghe. Cái đó thôi, cái đó đứng đây thôi. Bạn cái đỏ ơi. Cái có cái kiếm. Cái đó nó kiếm gì sạch nhỉ? Bạn cái đỏ. Ui, trời ơi, cái đỏ có cái kiếm gì ta, cầu vòng Sam ơi. Sim cũng vậy nè, Sim cũng vậy nè. Kiếm nó hơi bị xịn nha. Ok, từ tôi qua tôi đặt thêm cái đồ bên này. Bên kia đồ dần nhỉ? Cái đỏ xuống đây nào. Chiến đấu với nhau như hai người đàn ông đi. Xuống đây đi cái đỏ. A mèo Simmy. Mèo Simmy. Ôi Sam ơi, tôi nhìn thấy anh em xin đôi tôi bên dưới rồi Sam ơi. Ui, cái đỏ. À, cái đỏ. No! Cái đỏ của tôi. Ôi mày Simmy, mèo Simmy. Ai cái đỏ. Cái đỏ của tôi hoài luôn á trời. Ai. Ai da, no, cái đỏ. Cái đồ đáng ghét. No. À đây. Ok Sam, vô đây. Bây giờ Phong sẽ chế tạo giáp kim cương cho Sam. Vô đây. Ok. Sam canh đi, Sam canh đi để Phong làm giáp kim cương cho. Đây, tôi full đồ nè. Đấy, ok rồi, tôi có đồ xịn đây nè. Sam xong chưa? Xong rồi đúng không? Rồi ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu chiến đấu hay nào? Let's go! Rồi ok bạn ơi, và sau một thời gian thì team của bọn mình đã gọi là thu thập được đồ rồi. Team Kai thu thập xong đồ chưa? Xong rồi đúng không? Rồi ok. Thì bây giờ sẽ bắt đầu đến với trận chung kết nha bạn nha. Thì đội nào thua thì coi như là đội đó là sẽ là thua luôn nha. Ok, chịu không Kai? Chấp nhận chưa Kai? Rồi. Được luôn bạn ơi, được rồi, luôn. Ok, bây giờ chia nè, Mình qua bên đây nè, mình đứng à. Ok, chia. Bây giờ mỗi người đi một hướng. Sao Sam đi theo tôi Sam. Qua đây. Đi theo tôi qua đây. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi xuống bên dưới đây nè. Bên dưới đây dễ hơn sao mà. Xuống đây. Đâu vậy ông, là đâu vậy? Đấy, tôi bên dưới đây nè, Ok, và sau đó mình sẽ biến ở trong đây của mình thành một cái khu để cho mình gọi là làm nhà cho mình luôn Sam. Đây, để tôi đặt block làm cầu thang. Một tí nữa sau khi mà mình đánh Sam mà kiểu như là mình cần lên trên thì mình sẽ đi đường này lên, hiểu không? Đó, tạo chỗ vừa đi vừa đánh luôn. Đấy, ok. Rồi ok, Kairon đã sẵn sàng chưa nào? Bạn Kairon.
Yo, let's go. Cái gì cái bạn cái đỏ nó sẵn sàng đúng không? Ok, mình sẽ cho bạn xem thế nào sức mạnh của hẻo tim nè. Ui! À, cái đỏ mình hẻo tim nha. Cái đỏ nè. Ui! Rồi cái đỏ lên dưới rồi. Bây giờ nè, để cho mèo Simmy với Sammy đánh nhau nha. Ôi trời ơi, cái gọng Ender đâu? Ok. Lấy gọng Ender rơi xuống. Cái gọng đi rồi. Bây giờ bây giờ sẽ là trận đấu giữa mèo Simmy và Sammy nè. Sao mày? Sao Sam? Đây, Phong đưa cho Sam cái mũ này nè. Cái mũ này mạnh lắm, đội vô. Ủa cái gì? Mũ này là mũ cầu vồng. Ok, rồi Sam dùng cái cây gậy nè, quấn Sam cho văng cho quấn Sim cho Sim văng Sam 10 mét luôn. Ok, nhào vô đi Sam. Rồi, dùng mình. Nhào vô. Ê! Ôi, trời ơi, mình hay quá. Sim ơi. Hay quá. Hay quá. Hay quá Sam ơi. Nói với anh một câu. Ok bạn ơi. Coi dù mình thua nhưng mình vẫn mình phải có mấy đồ và đồ mạnh mà không sao. Ôi trời, có cái viên kẹo đây, có cái viên kẹo đây, ăn viên kẹo để làm gì? Trời ơi mấy bạn ơi, đó bạn thấy không? Cái cây gậy bật lùi ở trong game này là hơi bị gọi là xịn sò bật cười luôn bạn ơi, đánh một phát bị bật lùi văng xa 10 mét. Đúng rồi, tính ra là bạn giữ cái cây gậy bật lùi đó là hơi bị đỉnh luôn. Tính ra hồi nãy người ta qua bên mid đánh nhau, mình đánh cây đòn hoài bằng gậy bật lùi. Ok rồi, bạn mình ơi. Có vũ khí rất là mạnh nha nhưng mà mình không đánh bật lùi được. Ok bạn ơi, thì trong trận đấu lần này thì Phong Cần đã không làm cho bạn fan thất vọng là mình đã giành được chiến thắng rồi bạn ơi. Yes. Hay quá sao ơi. Xin lỗi Sam, tôi lỡ tay. Ôi, nó thật luôn. Cái đó tôi lên là gai là người đó ông nào ơi. Trời ơi, Kairon chơi đánh từ phía sau mình bạn, Kairon chơi kỳ. Ok bạn ơi, thì trong trận đấu này bạn thấy lúc cái block cầu vòng như thế nào? Bạn thấy lúc cái block cầu vòng có xịn hay không? Thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ riêng mình thì mình hơi bị thích cái lúc cái block này luôn. Nó cho chúng ta rất là nhiều đồ luôn. Nào là kiếm xịn, là kiếm siêu to khổng lồ đó. Kiếm nhìn bro luôn. Tới khoe kiếm đi Phong, mọi người tới khoe kiếm đi. Ở đây mọi người tập tới khoe kiếm đi. Trời ơi, cái kiếm xịn mét tẹo. Cái kiếm nè. Trời ơi. Cô biết là cái kiếm chém mà hai phát là chết vì đây. Trời ơi, kiếm này mạnh. Cái kiếm của Sim còn mạnh hơn cái kiếm của mình á. Thật á, nói thật. Ok bạn ơi, thì bạn thấy vũ khí của ai trong trận này là VIP Pro nhất và bạn thấy ai là người xứng đáng giành được chiến thắng thì bạn nhớ bình luận cho Phong biết nha. Còn video lần sau mấy bạn muốn mình đấu với cặp đôi nào nữa thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Chắc lần sau mình sẽ đấu với lại Siro và Mimi á bạn ạ. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Ok, quá vui luôn bạn ơi. Bye bye. Bye bye.